chấn động, tiên tri tiết lộ bí mật cực chuẩn, sự thật bất ngờ về cuộc đời tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Từ nay cho đến cuối đời, trời thương Phật độ người ăn ở có phúc đức, số mệnh giàu sang, đổi đời cực mạnh, càng già càng giàu có, sung sướng hưởng phúc đến hết cuộc đời. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Mão sinh năm 1963 thân mến, nhân gian thường nói, nếu muốn biết quá khứ, hãy nhìn hiện tại, nếu muốn biết tương lai ra sao thì hiện tại sẽ trả lời. Kiếp nhân sinh cho ta thấy rằng, số phận và đường đời căn bản của mỗi người quả thực được quyết định từ trước khi sinh ra, dựa theo quy luật nhân quả luân hồi và nghiệp báo muôn đời, thì bạn sinh ra giàu hay nghèo, bố mẹ, anh chị em, người thân trong tương lai là ai, đều đã được quyết định sẵn, chỉ chờ đến thời điểm sẽ xuất hiện. Dựa trên căn nguyên từ nhiều đời, nhiều kiếp, các nghiệp quả phải trả, và phúc đức là do chính bạn tạo nên, như vậy, tâm thế nên có không phải là ganh đua để hơn thua với người khác, mà là tâm thế thản nhiên, đón nhận mọi điều mình có, thắng không kiêu, bại không nản, bởi nguyên nhân thành hay bại, có thể vốn được quyết định từ trước khi bạn sinh ra ở đời này. Thời gian trôi đi, ai rồi cũng sẽ già, những nếp nhăn trên gương mặt mẹ cha và những bước chân chậm rãi của cha mẹ là báo hiệu của tuổi già đã đến. Ai cũng phải trải qua quy luật của con người, của vòng tuần hoàn, sinh lão bệnh tử, lúc con cháu trưởng thành khôn lớn, là lúc ông bà, cha mẹ ngày một già đi, sức khỏe đi xuống, và đó chính là lúc người lớn tuổi cần sự quan tâm, chăm sóc. Và đến tuổi xế chiều này, nhiều quý cô bác cũng rất cần quan tâm đến vận hạn, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe của mình nữa đúng không nào? Mới đây nhất, khi luận giải về tử vi chọn đời của 12 con giáp, các bậc thầy tử vi bất ngờ tiết lộ rằng, người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 đã phải đối mặt với không ít khó khăn, sóng gió, thậm chí là mất mát, thất thoát rất nhiều. Thế nhưng những người này luôn tin rằng, chỉ cần vững tâm, vững chí, không đầu hàng nghịch cảnh, thì mọi thứ đều sẽ vượt qua. Đặc biệt là từ nay trở đi thì quý bản mệnh tuổi Quý Mão sinh 1963 sẽ đón nhận những cơ hội vàng hiếm có. Nếu quý bản mệnh nắm bắt được thiên cơ này, chắc chắn tài vận và sự nghiệp sẽ có sự thay đổi bất ngờ. Tiền bạc cứ thế ùm đổ về như thác lũ, khiến cho quý bản mệnh vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Vậy sang tuổi 62, những vận may mà bản thân tuổi Quý Mão 1963 sẽ được đón nhận là gì? Làm thế nào để tránh hung gặp cát, đón lành tránh dữ? Thì xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Đầu tiên sẽ là tổng quan tử vi về đôi nét tính cách riêng của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tuổi Mão là biểu tượng cho con mèo, là con giáp đứng thứ tư trong thứ xếp hạng 12 con giáp. Tuổi Mão là hình ảnh những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống. Quý Mão là người rất tin nhanh, thông minh và cực kỳ nhạy bén, nên họ luôn thành công trong lĩnh vực toán học hay kế toán. Người tuổi Mão sống rất tình cảm, thích yên ổn, luôn nhạy cảm, là người đối đáp giỏi giang, khéo léo, thông minh, yên ổn, may mắn, làm việc siêng năng, tài lộc không thiếu. Nam mệnh có phúc phận, nữ mệnh ăn nói lịch sự, dễ thân thiện, phần nhiều những người cầm tinh mèo đều ưa thích các điều huyền diệu, kỳ lạ, bởi thế đôi khi trong giao tiếp, người đời sẽ cảm thấy họ như có cái gì sờ sợ, bàn bạc, họ có nghệ thuật yêu đương, đôi khi là những dòng nước mắt hay cái nhìn đong đưa để lôi cuốn người khác giới. Họ cũng thích hưởng niềm vui, nhục cảm, phần lớn Quý Mão thích sống theo tập thể đông vui, không thích sự lẻ loi, đơn độc. Người tuổi Mão sống ung dung, tự do, tự tại và luôn luôn lạc quan, sống lương thiện, dễ tha thứ cho người khác. Quý Mão có tinh lực dồi dào, tinh nhanh, lanh lợi, hoạt bát, thích ứng với mọi hoàn cảnh, có thể sống thân tình với bất cứ ai. Họ là người có cá tính kiên cường, bất khuất, nhưng cũng hay nhường nhịn, không thích tranh giành với người khác, có tình cảm tế nhị, trực quan, sinh động và óc giàu tưởng tượng. Một khi đã tập trung vào công việc, tuổi Mão sẽ khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu quá áp lực căng thẳng, họ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Thường tuổi này có tính khá cẩn thận, rộng rãi, lại nhiều mơ mộng, nhiều thông minh, lanh lợi, nên phúc lộc không thiếu, suốt đời có thể yên ổn. Quý Mão phần lớn là người có tài đức xuất sắc hơn người, được rất nhiều người yêu quý bởi sự cởi mở, tốt tính của họ. Tuổi Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn ưu tiên cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Tuổi Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh.
họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Họ khá nhẹ dạ, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với tuổi Mão là nghệ thuật. Những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao. Người tuổi Mão đa phần thành đạt trong thương trường và quan trường. Họ cũng hay gặp nhiều may mắn trong cuộc đời và cũng có đức tính tiến thủ. Biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi cơ hội khi vận may tới để vươn lên. Họ có khả năng giao tiếp tốt, gây được ấn tượng với mọi người xung quanh. Tuổi Mão đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều coi những người đó là kẻ thù. Họ hài hước, luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác. Nhưng đôi lúc tuổi Mão vô tình tự làm buồn chính mình. Có thể nói, tuổi Mão thuộc về top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp, lẫn tình duyên. Trong cuộc đời, mỗi khi khó khăn, tuổi Mão lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Người tuổi Quý Mão bản tính ôn hòa, mềm mỏng, chuộng hòa bình, cử chỉ và lời nói luôn nhã nhặn, thanh lịch. Với vẻ bề ngoài nhã nhặn ấy mà làm cho mọi người dễ hiểu nhầm về bản chất của con người của Quý Mão. Thực ra họ là người có ý chí kiên cường và lòng kiên định bất di, bất dịch. Những người tuổi Quý Mão nổi tiếng bởi sự nhanh nhẹn, tháo vát không ai bằng. Tuy là ít khi tập trung vào công việc, thế nhưng khi đã làm thì họ làm hết mình. Người tuổi Quý Mão thường đạt được những thành công ngoài mong đợi. Những người này không thích sự ồn ào của đám đông. Thay vì tham gia các sự kiện lớn, thì họ lại chọn những nơi yên tĩnh, ít người để nghỉ ngơi, thư giãn. Bởi vậy nhiều người cho rằng Quý Mão thật lười biếng, không có trách nhiệm. Có thể nói, Quý Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất, cả về đường công danh, sự nghiệp, lẫn tình duyên. Trong cuộc đời, nếu có sự cố gắng, thì sẽ đạt được nhiều thành công bởi sự nhạy cảm của mình và rất dễ bị tổn thương vì những lời nói gay gắt, phê bình của người khác. Bình thường thì rất vui vẻ, cởi mở, nhưng một khi đã bị xúc phạm thì sẽ trở nên thờ ơ, lạnh lùng một cách đáng sợ. Đối với những người thân xung quanh, họ luôn thể hiện sự ân cần, dịu dàng của mình mọi lúc mọi nơi. Điều đó khiến mọi người cảm thấy hài lòng và dành nhiều tình cảm yêu mến cho Quý Mão. Trong cuộc sống, với mọi mối quan hệ, Quý Mão luôn tìm cách dĩ hòa vi quý, vì thêm một người bạn là sẽ bớt đi kẻ thù. Tuy không thích chiến tranh, mâu thuẫn hay gây sự với bất kỳ ai, thế nhưng một khi có người xúc phạm thì họ sẽ trở nên cộc cằn, khó chịu. Người tuổi này có nhiều mục tiêu, chí hướng, song lại không quyết tâm, kiên trì, thường rất dễ nản chí trước khó khăn, thử thách. Thay vì đối mặt với nguy hiểm thì lại muốn chọn cuộc sống an phận, bình yên. Quý Mão là người coi trọng tình cảm hơn là tiền bạc, giàu sang, uy quyền với họ chỉ là giấc mơ phù du của con người. Một khi đã tập trung vào công việc thì họ sẽ khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh và tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần so với người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu cảm thấy mà quá áp lực hay quá căng thẳng thì sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Có lúc sự bình thản của họ được cho là thờ ơ, vô tâm. Vì khi mọi người đang cùng nhau hợp sức để chiến đấu với những khó khăn, thử thách, thì họ lại tìm đến những nơi yên tĩnh, trong lành để nghỉ ngơi, là người rất bảo thủ và không chịu nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai. Tóm lại, cuộc đời Quý Mão sẽ vượt qua được mọi trở ngại trên đường đi để có thể vươn tới đích. Họ là người không thích cuộc sống gia đình. Thế nhưng, khi họ cần thì vẫn có thể hòa nhập cùng với mọi người trong cuộc sống. Họ luôn tìm cách né tránh những xung đột, mâu thuẫn. Thế nhưng, nếu có rơi vào trường hợp bất đắc dĩ, thì họ vẫn có biện pháp thích đáng để bảo vệ quyền lợi của mình. Quý Mão cũng là người rất tự tin vào năng lực cùng với trí tuệ của mình. Vì thế cho nên họ rất dễ dàng tìm được hạnh phúc và sự đủ đầy. Đàn ông tuổi Quý Mão rất ân cần, lịch sự. Tất cả những lời nói cử chỉ của họ luôn hòa nhã, khiến cho mọi người luôn khâm phục bởi sự thông minh, cơ trí và sẽ nghe theo lời khuyên bảo của Quý Mão. Vì rất tự tin nên họ luôn cho mình là đúng, đôi khi dẫn tới tình trạng chủ quan quá mức vì là người an phận thủ thường, không thích mâu thuẫn, xung đột, nên đôi lúc trở thành người nhu nhược trong cuộc sống, không có lý tưởng cao lắm, chỉ cần lúc nào mình cũng an toàn là được. Năm mệnh tuổi Quý Mão, cuộc đời có nhiều điều tốt đẹp, mọi chuyện đều được như ý muốn, sự nghiệp nhanh chóng được tạo dựng, ở trung vận gặp nhiều may mắn, thuận lợi, đến hậu vận cũng sẽ được thành thơi, hưởng phúc. Năm mệnh tuổi Quý Mão thường có số hưởng thọ từ 76 tuổi đến 85 tuổi. Nếu ai ăn ở hiền lành, lương thiện, làm nhiều điều tốt, thì tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Phụ nữ tuổi Quý Mão luôn hiền diệu, đảm đang, thông minh, thích giúp đỡ người khác mà không nghĩ tới sự trả ơn, là người luôn biết cảm thông và biết chia sẻ nỗi đau khổ của người khác. Họ rất thích ăn diện, đặc biệt có thể ngồi hàng giờ ở trước gương để trang điểm. Nếu mệnh tuổi Quý Mão cuộc đời gặp rất nhiều may mắn và thành công, đường công danh sự nghiệp cũng được rộng mở, sáng lạn, tình duyên thì viên mãn, tài lộc dồi dào cả thời tiền vận và trung vận.
về hậu vận cũng đều được thảnh thơi, an nhàn hưởng phúc, không phải muộn phiền bất cứ chuyện gì. Nữ mệnh tuổi Quý Mão thường có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 89 tuổi. Nếu sống lương thiện, làm nhiều việc tốt tích phúc, tích đức thì tự khắc được gia tăng niên kỷ. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của cuộc đời người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, cụ thể như sau. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Mão 1963. Quý Mão có khả năng kiếm được khá nhiều tiền, nhưng lại chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, nguyên nhân là lối sống ưa hưởng thụ và không có kỹ năng quản lý tài chính. Người tuổi này coi việc tiêu tiền là một trong những cách để giải tỏa căng thẳng, vậy nên khi họ càng cảm thấy bị áp lực thì lại càng mua sắm nhiều vào những thứ vô bổ. Bên cạnh đó, Quý Mão cũng chi tiêu rất hào phóng cho các mối quan hệ và không cảm thấy hối tiếc khi bỏ tiền ra tổ chức tiệc tùng cùng bạn bè, người thân. Nếu không học cách chi tiêu hợp lý, không sớm thì muộn, thì Quý Mão cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn về tài chính. Nghị lực mềm yếu là nhược điểm lớn nhất của Quý Mão, vì khi đối mặt với khó khăn thì sẽ thoái chí nản lòng và đánh mất phương hướng, thường xuyên né tránh hiện thực, không dám đương đầu trực tiếp với thử thách. Vì vậy, Quý Mão cần có ý thức rèn luyện ý chí để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ khi bản thân phải biết chấp nhận hy sinh công sức và trí tuệ để nghiên cứu chuyên sâu, thì Quý Mão mới có thể bứt phá trong sự nghiệp. Nam mệnh Quý Mão tuổi Hợp làm ăn, nếu muốn mọi chuyện được suôn sẻ, thuận lợi, thành công và thu về nhiều tài lộc, thì Quý Mão nên lựa chọn các tuổi như Ất Tỵ và Kỷ Dậu để cộng tác kết hợp làm ăn, vì những tuổi này rất hợp với bản mệnh về đường tài lộc. Tuổi Đại Kỵ, Quý Mão nam mệnh cần tránh kết duyên hay hùn hạp làm ăn với những tuổi xung khắc với mình, đó là Nhâm Tý và Quý Mão. Nếu kết hợp hai tuổi này thì mọi chuyện sẽ đổ vỡ, thua lỗ, thất bại hay phá sản, tình duyên thì giang dở, không được lâu bền. Ngày giờ xuất hành hợp lý nhất, thời điểm hoàng đạo để nam mệnh Quý Mão xuất hành là giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Xuất hành vào thời điểm này thì sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi và thu về nhiều tài lộc, từ đó mọi sự cũng như ý, đại cát đại lợi. Nữ mệnh Quý Mão tuổi Hợp làm ăn, bản mệnh nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc để hợp tác trong công việc, thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt, đó là các tuổi như Ất Tỵ và Đinh Mão. Tuổi Đại Kỵ, Nhâm Tý và Quý Mão là hai tuổi xung khắc với Quý Mão. Nữ mệnh nếu kết hôn hay kết hợp chung trong công việc thì chỉ đem đến thất bại, thua lỗ hay giang dở trong hôn nhân. Về tài lộc, kiếm được tiền là phát tài, phát lộc, song biết giữ tiền, chỉ tiêu ích cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc vượng, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc vượng mà chẳng tiết kiệm được là bao. Đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu vận, tài lộc lưu niên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Người tuổi Quý Mão khẳng khái, chính trực quản giao, quan hệ xã hội tốt, chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi. Vì thế mà cả đời được sung túc, không lo cơm áo, bản tính lạc quan, yêu đời, nhân duyên tốt, lại không bao giờ so tính thiệt hơn. Thế nên dù kiếm được nhiều tiền nhưng cũng không có suy nghĩ tiết kiệm, số tiền dành dụng được cũng không quá cao. Một khi tiền bạc dư giả thì sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu. Nhiều khi còn hoang tàn, vung tay quá chán, khi còn trẻ hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì mới dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền. Về hậu vận thì kinh tế dần khấm khá, bản thân mệnh tuổi Quý Mão đã có số vượng tài, đặc biệt từ 62 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ. Quý bản mệnh cứ chiêm nghiệm thực tế thì sẽ thấy rất rõ điều này, công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc thì không lo thiếu tiền tiêu xài, muốn có hoạnh tài bất ngờ, Quý Mão có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán hay vàng bạc, bất động sản. Có điều trước khi làm bất cứ việc gì thì hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường, kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế thì mới có thể thành công được. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian thì nên dồn công sức cho một việc, có như thế thì thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn sắp tới sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng Quý Mão cũng nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm giàu, hết sức tránh tình trạng lãng phí. Có thời điểm, bản mệnh sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn, bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người. Quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tài ngoại giao thiên bẩm chính là thế mạnh, giúp Quý Mão thành công trong sự nghiệp, vừa có thể tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên, lại vừa có thể hòa đồng với những nhân viên cấp dưới. Với khả năng ăn nói trôi chảy, tư duy nhạy bén và tài đối đáp nhanh nhẹn, thì Quý Mão có thể trở thành những chính trị gia lỗi lạc hay luật sư nổi tiếng.
Nói chung là có thể gặt hái thành tựu lớn trong những ngành nghề đòi hỏi sự quản giao và đầu óc tư duy sâu sắc. Quý Mão sở hữu tâm hồn đam mê nghệ thuật, thẩm mỹ tinh tế và óc sáng tạo phong phú. Chính vì những ưu điểm này giúp họ trở thành những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, chẳng hạn như hội họa, thơ văn, thời trang. Nếu trở thành doanh nhân thì họ sẽ chọn lối làm ăn bình ổn, trong sạch. Họ tuyệt đối sẽ không sử dụng thủ đoạn để lừa dối đối tác hoặc loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Tính cách của những doanh nhân tuổi Quý Mão luôn mềm mỏng, ôn hòa, vốn là con người giàu lòng nhân ái. Họ sẽ giúp đỡ những người bạn hàng trong lúc gian khó, với sự hiểu biết sâu rộng và có mắt tin tưởng. Cho nên họ rất nhạy cảm với sự biến động của thị trường và xã hội. Điều này giúp cho tuổi Quý Mão có thể nắm bắt được những cơ hội vàng trong kinh doanh. Bên cạnh đó, có rất nhiều người mong muốn nhận được sự tư vấn từ họ. Quý Mão có khả năng nhìn thấu tâm tư, tình cảm của người khác và cũng rất biết cách giúp mọi người xung quanh giải tỏa tâm trạng. Ưu điểm này có thể giúp họ trở thành một nhà tâm lý học tài giỏi. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Mão 1963, cung thọ chủ yếu liên quan đến tuổi thọ, bao gồm sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, đời người. Sợ nhất là gặp phải hạn sát tuế, sát cách gốc, sát dương, nhẫn hoa cái. Vì thế, trong vận thế của một người sức khỏe là điều không thể khống chế được, nhất là những thứ khác như sự nghiệp, tài lộc hay hôn nhân thì đều có thể vãn hồi. Nhưng nếu sức khỏe không có thì mạng cũng không còn, thì tiền nhiều đến đâu, quyền thế có lớn cỡ nào cũng vô tác dụng. Người tuổi Quý Mão sức khỏe rất tốt, tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên chú ý đến các bệnh về gan, vì gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương nóng lạnh, điều tiết máu, và cần phải chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Quý Mão 1963. Đàn ông tuổi Quý Mão dù có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra nội tâm lại quá mỏng manh, nhạy cảm, do đó họ luôn cân nhắc kỹ càng trước khi tiến đến mối quan hệ tình cảm với bất cứ một ai đó. Đối với họ, sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau chính là nền tảng vững chắc cho tình yêu chân thành. Khi ở bên người yêu, Quý Mão luôn cố gắng tạo ra những kỷ niệm vui vẻ, lãng mạn. Khi đã lập gia đình, thì đàn ông tuổi Quý Mão luôn tỏ ra ân cần, dịu dàng với vợ con, sẵn sàng hy sinh để người thân không bao giờ phải chịu thiệt thòi. Đôi khi họ sẽ tỏ ra gia trưởng, nhưng phần lớn thời gian vẫn mang đến tiếng cười hạnh phúc cho gia đình mình. Nhân duyên của Quý Mão nam mệnh được phân thành 3 trường hợp sau. Quý Mão nam mệnh sinh vào tháng 5, tháng 6 và tháng 9 âm lịch, có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới có thể tìm được hạnh phúc đích thực. Quý Mão nam mệnh sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 7, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch thì may mắn hơn một chút, vì chuyện tình duyên chỉ phải trải qua 2 lần thay đổi sẽ tìm được bến đỗ của cuộc đời. Quý Mão nam mệnh sinh vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch là những người may mắn nhất trong chuyện tình duyên. Những người này chỉ có duy nhất một ý chung nhân và chung sống với nhau hạnh đến đầu bạc răng long. Nữ mệnh tuổi Quý Mão, chuyện nhân duyên được phân thành 3 trường hợp như sau. Tuổi Quý Mão nữ mệnh sinh vào tháng 1 và tháng 7 âm lịch sẽ trải qua nhiều lần thay đổi trong chuyện tình duyên, có thể đến 3 lần thì mới chung sống hạnh phúc đến cuối đời. Quý Mão nữ mệnh sinh vào tháng 2, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 âm lịch thì chuyện tình duyên cũng phải thay đổi, ít nhất là 2 lần thì mới đến được bến bờ hạnh phúc. Quý Mão nữ mệnh sinh vào tháng 3, tháng 4, tháng 8 và tháng 12 âm lịch là những người may mắn nhất vì không phải trải qua sự thay đổi nào trong tình duyên. Những người này sẽ kết hôn và sống trọn đời với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình trong hạnh phúc viên mãn. Tiếp theo sau đây sẽ là vận trình lưu niên của người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, chi tiết qua các năm, cụ thể vận trình như sau. Vận trình tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, gặp năm Tý. Trong năm Tý này, người tuổi Quý Mão vận trình khá tốt, gặp nhiều may mắn, phúc tinh lâm môn, vạn sự cát tường. Tuy giữa năm có vài trắc trở, thế nhưng đến cuối năm chuyện tốt liên tiếp đến gần, tháng tốt cho bản mệnh là tháng 2, tháng 4 và tháng 6. Tuy nhiên, năm nay gia đình có thể xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi liên miên, song nhờ có chính quan tại mệnh nên chờ mọi chuyện qua đi thì sẽ bình an. Trong năm, cầu tài đại lợi, nửa cuối năm vận may càng trở nên mạnh hơn. Nếu bản mệnh biết cách nắm bắt thời cơ thì sẽ phát tài phát lộc. Nhưng đừng vì thế mà quá tự cao, sẽ khiến người khác nảy tâm đố kỵ, mà khiến bản thân gặp nhiều rắc rối. Vận trình tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, gặp năm Sửu. Trong năm này là năm khó khăn của Quý Mão, bản mệnh làm chuyện gì cũng gặp khó khăn, tài lộc của năm trước tới năm nay dường như biến mất. Hãy nên chú ý đến sức khỏe, mọi chuyện đều phải cẩn trọng, suy xét để tránh hậu họa về sau. Tới cuối năm vận đen mới được hóa giải, lúc đó làm việc sẽ thành công. Nếu nắm bắt được thời cơ,
thì phúc họa sẽ cân bằng, sẽ gặp nhiều chuyện tốt, đến 6 tháng cuối năm tốt hơn 6 tháng đầu năm, đặc biệt là tháng 7 và tháng 10. Trong năm Sửu, vận thế người tuổi Quý Mão không tốt, hãy nên chú ý đề phòng tai nạn bất ngờ, tránh đầu tư mù quáng và mạo hiểm. Vận trình tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, gặp năm Dần. Quý Mão trong năm này bị mệnh tinh chiếu rọi, nên sức khỏe cần phải chú ý nhiều hơn, giữa năm âm khí nặng không nên đi xa, sau đông thì mọi tai ách sẽ qua đi, vận may sẽ tới. Năm Dần là năm không được thuận lợi, thế nên cần phải nhẫn nại, đừng bị thất bại mà nản lòng, nhụt chí. Hãy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, thì chắc chắn đầu tư sẽ thành công. Phát tài phát lộc, tháng 2, tháng 6 và tháng 9 âm lịch là 3 tháng vận thế khá tốt. Bản mệnh nên đi đền chùa cầu bình an, nhờ Bồ Tát phù hộ độ trì cho qua cơn vận hạn. Vận trình tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, gặp năm Mão. Trong năm này, tuổi Quý Mão sẽ gặp nhiều chuyện tốt lành, bản mệnh chắc chắn sẽ được thăng quan tiến chức, mưu sự tất thành, mọi việc suôn sẻ thuận buồm xuôi gió, chuyện kinh doanh cực kỳ phát đạt, danh lợi đủ đầy. Đầu năm vận thế bình bình, nên lấy lùi làm tiến, đây là năm Quý Mão dốc sức thể hiện năng lực của bản thân, cũng là năm nên tích trữ của cải. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, bản mệnh hãy nên nắm chắc cơ hội trong tay, thì sẽ có nhiều cơ hội đầu tư, kiếm tiền đến với mình. Tuy nhiên, cũng cần phải tỉnh táo, đừng quá vội vàng quyết định. Vận trình tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, gặp năm Thìn. Trong năm có sao Thái Âm soi đường, cho nên Quý Mão năm nay phải đi lại rất nhiều, đôi lúc gặp chuyện xui rủi. Song không có gì đáng ngại, nếu biết nhẫn nhịn, lấy lùi làm tiến, thì sẽ hóa giải được nhiều điều khó khăn, trở ngại. Đầu năm, nên chọn thời cơ để hành sự. Cuối năm thuận thế mà làm, cẩn thận chú ý khi tham gia giao thông. Trong năm cầu tài không thuận, phải đặc biệt cẩn trọng giữ mình. Đừng hấp tấp vội vàng, mà rước họa thị phi, hạn chế quản chuyện không đâu mà rước họa vào thân. Vận trình tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, gặp năm Tỵ. Sự nghiệp năm này của Quý Mão gặp nhiều trắc trở, lên xuống thất thường, dù không gặp tổn thất lớn, nhưng cũng lao tâm khổ tứ, khó được bình an. Nửa cuối năm khó khăn sẽ dần giảm bớt, mọi chuyện có phần khởi sắc, may mắn bất ngờ sẽ tới. Lúc này sự nghiệp cũng sẽ phát triển thuận lợi, có cơ hội phát tài, thịnh vượng. Bản mệnh hãy nên tỉnh táo nắm bắt, đừng để thời cơ qua đi thì dù hối hận cũng đã muộn. Dù làm gì, đầu tư vào đâu, cũng cần chọn người đáng tin, việc kinh doanh tất sẽ thịnh vượng. Vận trình tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, gặp năm Ngọ. Nhờ hỷ tinh soi sáng, nên chỉ 3 tháng đầu năm phải chịu vất vả, sau đó mọi vận đen sẽ bị xua tan. Những mệnh tuổi Quý Mão, tình duyên trong năm có nhiều biến chuyển, năm mệnh mảnh tướng, đào hoa, song nên cân nhắc kỹ càng, kẻo lại vì tình mà tiền tài thất thoát. Trong năm khó tránh khỏi sẽ gặp chút rắc rối, tuy nhiên, bản mệnh nhẫn nhịn thì mọi sự tốt lành, trong năm chớ sa đà nữ sắc, đam mê cờ bạc. Vận trình tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, gặp năm Mùi. Trong năm Mùi, người tuổi Quý Mão sẽ có vận may bất ngờ, tuy nhiên, chuyện kinh doanh không được thuận lợi, đường cầu tài gặp nhiều trắc trở. Cuối năm sự nghiệp hanh thông, song tối kỵ đừng vội vàng quyết định bất cứ việc gì, đề phòng phạm cung quỷ, bị tiểu nhân hãm hại. Cả năm vất vả làm ăn mà kết quả chẳng đáng là bao, bản mệnh nên giữ cho tâm an, tinh thần thư thái, thì sẽ làm nên. Vận thế trong năm Mùi không có may mắn về tài lộc, cho nên hãy lựa sức mình mà cần kiệm, làm ăn chớ ham lợi danh mà theo lĩnh vực mới, nên kết giao bạn bè, nhờ thế sẽ có quý nhân giúp đỡ. Vận trình tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963, gặp năm Thân. Trong năm Thân, vận hạn cuốn quanh người tuổi Quý Mão, hãy cẩn trọng chú ý đến sức khỏe, mọi chuyện không được suôn sẻ, song nhờ sao Nguyệt Đức soi đường, nên trong hoạn nạn lại được hóa giải. Nữ mệnh nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, tránh họa thị phi, nam mệnh nên chú ý tránh xa cờ bạc, an phận làm ăn, thì sẽ được bình an. Trong năm này vì hung nhiều, cát ít, bản mệnh nên năng đi chùa, cầu Phật, nhờ Bồ Tát phù hộ. Vận trình tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, gặp năm Dậu. Quý Mão trong năm Dậu, ắt gặp hạn lớn, không tiền tài thất thoát, thì sức khỏe có vấn đề. Giữa năm nên cẩn trọng, đề phòng tiểu nhân ngán đường. Cuối năm mọi chuyện tự nhiên suôn sẻ, tốt đẹp, bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần, để tránh bất ngờ. Khi gặp khó khăn, cố gắng giữ ý chí kiên cường, nếu cần thiết, thì nhờ cậy anh em, bạn bè giúp đỡ, chú ý tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 8 âm lịch cần cẩn thận chi tiêu, tăng cường quản lý tài chính. Tháng tốt là tháng 1, tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch. Nếu rảnh rỗi thì bản mệnh nên đi lễ chùa cầu Quan Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn. Chỉ cần lòng thành tâm thì sẽ linh ứng, qua năm vạn sự bình an.
Vận trình tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, gặp năm Tuất. Trong năm Tuất Quý Mão được sao tử vi chiếu mệnh, kinh doanh phát tài, sự nghiệp cũng thành công. Đừng nên tham lam mà phải biết điểm dừng, nếu không sẽ mất hết phúc phần không có duyên thu hoạch. Vận khí năm này vô cùng tốt đẹp, là cơ hội để kiếm tiền. Nếu chuyên tâm dốc sức vào làm ăn thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy nên quan tâm chăm sóc phúc lợi cho nhân viên dưới quyền thì tiền bạc sẽ dồi dào. Nếu đi hành thiện tích đức, lấy nhân nghĩa làm đầu thì tất được bình an trong năm. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mưu sự tất thắng, vạn sự tất thành. Vận trình tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, gặp năm Hợi. Trong năm này Bạch Hổ lâm môn, thiên tai, địa phúc, tiểu nhân ngắn trở, người tuổi Quý Mão nên đi về hướng đông cầu duyên thì cơ mây chuyển bi thành hỷ. Gặp họa hóa lành, đại sự làm nên, trong năm ra ngoài phải chú ý an toàn, cẩn thận xe cộ, hoặc cũng có thể do người cố ý hãm hại. Chớ rảnh rỗi quản chuyện không đâu mà tai họa có thể từ đó mà ra, nên quan tâm, chăm sóc cho mối quan hệ gia đình, bạn bè, làng xóm, quan gia nên giải không nên kết, tuyệt đối không qua lại với bạn bè xấu để tránh bị dụ dỗ, lôi kéo, làm chuyện bất nhân, nhờ có phương thần phù hộ nên trong năm tất được bình an. Và ngay bây giờ sẽ là phần luận giải chi tiết về vận mệnh của người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 với từng tháng sinh âm lịch, cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Quý Mão 1963 sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng là Tết Tân Xuân. Người này dù là người giàu hay kẻ nghèo thì trong ngày xuân năm mới cũng đều cố gắng lo cho bữa cơm được đủ đầy. Người này được hưởng phúc trời, cuộc sống sung túc, no đủ, có lộc ăn uống, cơm áo gạo tiền chẳng phải lo lắng điều gì. Người này thích ăn thịt, nhưng nếu ăn quá nhiều có thể gây hồ đồ, tâm trí lẫn lộn. Đây là mẫu người tự lập, có khả năng thích nghi cao. Tuy nhiên, tính khí có phần cao ngạo, nếu đã phục ai thì nhất nhất nghe lời. Những năm cuối đời thảnh thơi, an nhàn, có sở thích ăn uống, có điều đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Vận mệnh của người này được hưởng phúc lộc tổ tông, phúc ấm mệnh dày, gia sản thừa kế dồi dào cũng được bề trên nâng đỡ phù hộ cho nhiều. Cuộc sống hạnh phúc, lúc nhỏ được cha mẹ, anh em yêu thương, đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều, mà vẫn cơm no, áo ấm, có của ăn, của để. Vận mệnh của người tuổi Quý Mão 1963 sinh vào tháng 2 âm lịch. Vận mệnh của người này tuy có nhiều trắc trở, nhưng vẫn hạnh phúc, an yên quá nửa đời người. Đây là người tài hoa xuất chúng, đặc biệt có thiên hướng nổi bật về thơ văn, nghệ thuật, tính tình hiền hòa, nho nhã, song cũng nhút nhát, thiếu quyết đoán nên cả đời có phần khó thành đại sự, được tổ tông giúp đỡ rất nhiều. Nhưng tài sản hương hòa để lại không nhiều, anh chị em trong nhà hòa thuận, yêu thương nhau, cũng biết đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu đi nghiệp văn chương, làm những công việc liên quan đến chữ nghĩa thì có thể thành danh, song khó nắm được tay ấn trong tay. Thời trẻ khó có cơ hội làm công việc mà mình yêu thích, chịu khá nhiều vất vả, học hành chăm chỉ, phấn đấu hết mình, sau sẽ có lợi cho công việc. Vận mệnh của người tuổi Quý Mão 1963 sinh vào tháng 3 âm lịch. Người này khá nhát gan, thiếu sự quyết đoán, số mệnh phải chịu cảnh cô đơn, hiu quạnh, là người yếu đuối, song có lòng dạ thiện lương, dễ mềm lòng. Họ có thể sẽ coi nhẹ những thứ vật chất xung quanh, chán ghét trốn hồng chân nhiều gian dối, không tham sân si, có suy nghĩ rời bỏ trần tục, xuống tóc đi tu. Vận mệnh của người tuổi Quý Mão 1963 sinh vào tháng 4 âm lịch. Vận mệnh của người này khá vất vả, tiền bạc không có nhiều, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được hưởng lộc hương hòa để lại. Anh em trong nhà tình cảm nhạt nhòa, không dựa được vào người thân, ra ngoài đời cũng không được quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp khó thành, số mệnh hẩm hiu, hay bị người đời khinh miệt, ức hiếp. Tuy nhiên, nếu sinh vào ngày giờ tốt thì vẫn có thể giảm bớt vận hạn. Vận mệnh của người tuổi Quý Mão 1963 sinh vào tháng 5 âm lịch. Người này tuy số kiếp vất vả, nhưng vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết. Tuy không được bố mẹ, anh em trợ giúp, cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông, song tài trí hơn người, thông minh, nhanh nhạy, lại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ, nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp, sau này ra ngoài xã hội, được hưởng phúc quý nhân nâng đỡ. Sự nghiệp có hung, có cát, song về cơ bản vẫn thuận lợi phát triển, tài lộc ùn ùn kéo tới. Đến tuổi trung niên thì tài sản đã vô cùng hưng vượng, cựu phú một vùng, người người ngưỡng mộ. Vận mệnh của người tuổi Quý Mão 1963 sinh vào tháng 6. Âm lịch tháng 6 âm lịch rơi vào tiết tiểu thừa, dương khí vượng, đất trời tươi sáng, cây cối xanh tươi, người này tính tình sôi nổi, sức khỏe tốt. Tuy nhiên, nên sống gần ao hồ, sông suối, gần với nguồn nước thì sẽ tốt hơn cho vận thế. Sau này dễ làm nên đại nghiệp, đây là người đi lên từ không có. Tay trắng làm nên sự nghiệp, tổ tiên phúc mỏng,
không có tài sản thừa kế gì nhiều, lục thân không giúp ít được gì, cả đời đều phải tự lực cánh sinh, sự nghiệp xây dựng do chính sức mình. Sau người này lại may mắn khi được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Có điều đôi khi lực bất tòng tâm, muốn làm mà chưa đủ lực, phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, tính tình cương nghị, ý chí sắt đá, có thể vượt qua khó khăn, không dễ bị gục ngã, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Quý Mão 1963, sinh vào tháng 7 âm lịch. Người này được hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn, gia sản giàu có, tài sản thừa kế kết xù, cha mẹ giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp, anh chị em trong nhà yêu thương, đùm bọc, vợ chồng, con cái thuận hòa, êm ấm. Người này số hưởng, không cần vất vả gì nhiều mà vẫn sung túc, giàu sang, tâm địa thiện lương, sởi lời phóng khoáng, khoan dung, độ lượng, cuộc đời được nhiều quý nhân tương trợ, sự nghiệp thành công, không gặp đại hung, đại nạn, là người mang phúc tướng hiếm có khó tìm. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp, thì tháng 7 âm lịch cũng là tháng sinh đại cát của người tuổi Quý Mão. Vận mệnh của người tuổi Quý Mão 1963, sinh vào tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết bạch lộ, vận mệnh của người này rất tốt, số mệnh giàu sang, sung túc, vinh hiển, được người bạn đời nâng đỡ rất nhiều. Người này tướng mạo xuất chúng, phong thái đỉnh đạc, cao sang quyền quý, trong đời có nhiều quý nhân tương trợ, mưu sự tất thành, cứ chăm chỉ làm việc thì sẽ rất thành công, tu tâm dưỡng tính, tất nên đại nghiệp. Người này cuộc đời vinh hiển, phú quý giàu sang, tổ tiên phúc lớn, cha mẹ ơn cao, quý nhân vượng vận, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, càng lên cao lại càng thuận lợi, thiên tư đỉnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh của người tuổi Quý Mão 1963, sinh vào tháng 9 âm lịch. Người này có cuộc đời bình an, hạnh phúc, an lành, hưởng hết tuổi thọ. Tuy nhiên, người này lòng dạ có phần hẹp hòi, cũng nhát chết, thiếu dũng khí, không có ý chí, không có tham vọng, thường sống đâu hay đó, thuận nước đẩy thuyền, bèo giặt mây trôi. Người này khá ít nói, tính cách có phần cổ quái, thích cô độc. Tuy nhiên, phúc lớn, mệnh hậu, vẫn được hưởng hết phúc lạc thiên luân, tình cảm gia đình tốt đẹp, nữ lấy được lương phu, nam lấy được hiền thê. Vận mệnh của người tuổi Quý Mão 1963, sinh vào tháng 10 âm lịch. Vận mệnh của người này không được tốt cho lắm, cuộc đời chịu vất vả nhiều, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được anh em trong nhà giúp đỡ. Người này có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài trí, nhưng không may mắn gặp được thời cơ. Cuộc đời tuy không phải trải qua đại nạn, nhưng gặp phải không ít trở ngại, vận trình trắc trở, kém bề thuận lợi. Vận mệnh của người tuổi Quý Mão 1963, sinh vào tháng 11 âm lịch. Người này nửa đời vất vả, nửa đời thuận buồm xuôi gió. Người này không được hưởng phúc tổ tông, cha mẹ cũng chẳng giúp được gì nhiều, phải tự dựa vào sức mình mà sống. Tới tuổi trung niên thì được quý nhân phù trợ hết thời kỳ vất vả lúc còn trai trẻ, tuổi già an nhàn, hạnh phúc. Nói chung, cuộc đời người này không có đại nạn, sự nghiệp tự phát, thăng tiến không ngừng. Khi đến tuổi trung niên nhanh chóng đạt đến đỉnh cao danh vọng, từ đó hưởng phúc thái bình. Vận mệnh của người tuổi Quý Mão 1963, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức là tháng chạp, vận mệnh của người này khá tốt, có thể bình an sống hết cả đời, tổ nghiệp vững chắc, con cháu được hưởng phúc dày, tài sản cha ông để lại dồi dào, cha mẹ yêu thương, chăm sóc hết lòng, anh chị em sống tình cảm, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, vợ chồng ân ái, nồng nàn, gia đình hạnh phúc. Khi mới khởi nghiệp khó tránh gặp phải khó khăn, nhưng được quý nhân nâng đỡ nên nhanh chóng giành được thành công. Người này tư chất thông minh, lại thật thà, lương thiện tấm lòng bao la, hay giúp đỡ mọi người, thương người như thể thương thân, được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, người này có thể mắc về các bệnh như cao huyết áp, béo phì, nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Quý khán giả thân mến, con người sinh ra ai cũng mang trong mình bản tính lương thiện. Chỉ có điều, theo thời gian nó đã bị lu mờ bởi những phong trần nơi thế tục. Muốn gột rửa tâm lẫn thân này, phải tu dưỡng bản thân, cũng chính là gieo thiện duyên với Phật, thì chúng ta như những hòn ngọc quý nằm trong đá, nếu không mài không thể phát sáng. Được bạn có thể tự mình tôi luyện, để một ngày nào đó có thể phát sáng như những viên ngọc quý. Tự rèn luyện bản thân cũng chính là tự gieo duyên với Phật, chờ đợi Phật ân. Quý khán giả thân mến, Quý Mão ở tuổi ngoài 60 có 3 đại kỵ nên đề phòng để cả đời bình an, hạnh phúc. 1. Không nên bất chấp tất cả vì lợi ích. Khi Quý Mão ngoài tuổi 60 đã không còn là trẻ con, bỡ ngỡ hay các thanh thiếu niên chưa va vấp trong xã hội nữa, Quý Mão đã gặp nhiều kiểu người trong xã hội và tích lũy được kinh nghiệm sống nhất định. Do đó cần phải biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Lợi ích là điều mà ai cũng muốn theo đuổi. Tuy nhiên nếu chỉ muốn thu lợi cho mình, bất chấp việc làm có thể tổn hại tới người khác, thì Quý Mão có thể sẽ phải trả một cái giá đắt và chắc chắn phần đời còn lại của mệnh chủ sẽ không còn bình yên.
2. Không chạm vào những thứ gây hại cho cơ thể và sức khỏe. Quý Mão ở tuổi sau 60 là độ tuổi hoàng kim, là thời kỳ thịnh vượng, nhất là với phái mạnh. Nhưng đồng thời đây cũng là giai đoạn dễ tích lũy nhiều mầm mống bệnh tật. Nếu không lưu ý cẩn thận, các chức năng của cơ thể sẽ ngày một suy giảm theo thời gian và sự lão hóa của tuổi tác. Không biết cách tự chăm sóc sức khỏe của bản thân đồng nghĩa với sự vô trách nhiệm đối với gia đình của bạn. Do đó, hãy chăm sóc nền tảng gốc rễ của sinh mạng, bảo vệ tài sản quý giá nhất, đó chính là sức khỏe của mình. 3. Tuyệt đối tránh xa những mối quan hệ ngoài hôn nhân. Quý Mão sâu tuổi 60 nên có nền tảng gia đình ổn định để có thể tập trung và dùng sức phấn đấu xây dựng sự nghiệp. Nếu bạn để những cám dỗ bên ngoài hôn nhân cuốn lấy tâm trí, thì sẽ không còn thời gian để tập trung làm việc, lúc nào cũng đau đầu giải quyết mâu thuẫn gia đình. Đây cũng là giai đoạn mà Quý Mão nên xây dựng hình tượng và vị thế trong xã hội. Những nhân tố này không chỉ được tạo nên từ công danh sự nghiệp, tài lộc, nhân phẩm và tư cách đạo đức của mệnh chủ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc phát và hình thành nhân cách của con cái. Đừng để những sai lầm của mình mà con cái phải gánh chịu. Hãy dùng giai đoạn này để quyết định vận mệnh nửa đời còn lại của mình. Những Quý Mão vội vàng tư lợi rất dễ đánh mất bản thân, không chỉ lạc đường, trệch hướng mà còn chốt họa vào người, ngược lại xác định được con đường tương lai. Và ba điều đại kỵ nên tránh xa sẽ là nền tảng để Quý Mão vững bước trên con đường phát triển bản thân. Nếu bạn thực hiện tốt ba bí mật đơn giản này, con đường trải đầy hoa hồng đang chờ đón bạn. Quý khán giả thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.